Vâng, cửa đâu xin mến chào toàn thể các bác nhá. Thì hiện tại em đang mặt tại cửa hàng Quang Trung của Miro. Đấy, buổi hôm nay là chiều tối rồi các bạn, chiều tối ngày cuối tuần. Thì hôm nay em thì mình xin phép review cũng chi tiết đến toàn thể các bác một con đẩy có thể là cực kỳ khỏe và bền trên thị trường. Và con này rất là hữu dụng cho những bạn chuyên trị sự kiện nhá. Dòng này có nó chạy nguồn xung gọi là nguồn auto volt, thì các bác có biết thì nó sẽ sử dụng là đánh được cả điện yếu, những dòng các bác đánh ở những khu vực điện yếu. Nó rất là cơ động. Và đây là dòng đẩy với công suất cho ra là 2.500W một kênh. Như vậy thì 2.500W một kênh chỉ tích hợp trên những dòng đẩy như mạch class TD hoặc trên class D. Còn những dòng mạch như class H thì nó công suất tối đa nó chỉ đến 1.200-1.300W trở lại thôi các bạn. Thì báo cáo với thì là dòng đẩy 4 kênh cực kỳ cơ động. Thứ nhất là về cái độ nhẹ nhàng, nó không quá nặng, nó chỉ nặng được khoảng chục cân đổ về. Và cái thứ hai nữa là cái độ khỏe của nó, vì dòng này đã bán thời gian rất là nhiều rồi. Ở video trước này em giới thiệu tổng thể, em mình tới tổng thể một CD đẩy nguồn xung này, thì em bán rất nhiều. Những bạn nào sử dụng con đẩy PSNA 4.25 này thì cho mình comment về con đẩy này, thì nó đánh rất là cơ động cho những bạn anh em đi show sự kiện. Nó có thể đánh được tốt những quả phun đôi 40 co 100, những quả xúc kép 50 co 100 hay co 115, nghĩa là trị tất cả loại côn, loại súp. Đấy, thì đây con này đến ngưỡng là mạnh nhất rồi các bạn. Và hôm nay mình review chi tiết, cũng test chất âm và review nội thất để các bác cùng xem và ngắm nhìn. Thì trước mắt có đây một con đẩy mới, em sẽ tiến hành rạch nguyên đai nguyên kiện nhé các bác nhé. Sản phẩm đây là sản phẩm hàng nhập khẩu chính hãng chính ngạch, được bảo hành 2 năm các bác nhé. Dòng này nó dùng linh kiện xịn, các bác nhìn vào bên ruột thôi bạn, nó lên tất cả rồi. Và cái thứ hai là cái chất lượng nó ra tiếng rất là hay. Nếu mà nói về tiếng nó hay mà đánh nó tiếng nó ra sáng sắc lét ấy, thì đây còn giờ con dòng đẩy cho ra tiếng hay nhất trong các dòng đẩy nhé, mạch class D. Và tất nhiên khi nó đủ yếu tố là linh kiện xịn sò và chất lượng thì đồng nghĩa giá thành thì nó cũng khá là tốt thôi, chứ nó không thể là rẻ quá được, đúng không ạ? Nhưng so với các phân khúc của các hãng khác nhau thì đều con đẩy có thể cực kỳ đa năng và chất lượng rồi các bác nhé. Rất là chất lượng và linh kiện xịn sò. Các bác nhìn cái dây nó là dây nó to, nhưng to bằng gần bằng ngón tay cái của em. Dây đi cùng vào, bác nhìn đây, dây xịn, nó ra cái new trích xịn này. Bác nhìn dòng tải nó 20A này, 250V này. Đấy. Dây cũng xịn, dây của Rode nhá. Đấy. Đây là phần dây nguồn, đi trong có hộp máy và dây nguồn đúng nhá. Cái dây này cài rất là chắc chắn luôn. Thì bác ở đây, sản phẩm chính hãng thì bác được gồm này, tem gồm một két kích hoạt của nhà hãng này, tem phụ trợ này. Và con này size là size 2U nhá, size 2U. Nó thiết kế là 2 tầng vỉ đúng nhá. 2 tầng vỉ này, 2 tầng vỉ. Hai đường vỉ. Và đối với sản phẩm hãng thì bảo hành một đổi một trong 3 tháng đầu, và bảo hành hãng là thiết kế là thay vỉ cho bác nhá, miễn phí. Và được bảo hành 2 năm. Với dòng này rất là cơ động luôn, rất là khỏe khoắn, nhìn rất là đẹp. Đưa anh cái thông số. Đây bác nhìn thông số ạ. Thì chờ đối phân bản 4 kênh của bên PS, đối dòng nguồn xung này, class D thì có hai model, model là SDA 4.15. Công suất cho ra là 8 ohm là 1.500W, 4 × 15, 4 × 1.500. Còn đối với dòng 4.25 nghe công suất nó ra 2.500W, 4 × 2.500, vừa 4 ohm là 3.750 các bác nhá. Trọng lượng này, trọng lượng 14.5 kg, mà máy không là 33 kg các bác nhá. Rất là nhẹ nhàng, xách một tay cũng được các bác nhá. Thông số. Và bây giờ em sẽ là mở ruột nội thất để các bác cùng ngắm nhìn nhá. Vâng, và vừa rồi em đã tiến hành mở xong chiếc lắp của con đẩy ra để cho bác ngắm nhìn nội thất của con đẩy này. Một con đẩy có thể là cực kỳ chất lượng, và ở trong bên ruột thôi nó lên tất cả về cái chất lượng của nó. Và trước khi đi vào bên ruột thì báo với rồi, cái thương hiệu PS ý là một thương hiệu có thể nó cũng rất nổi tiếng tại trường Việt Nam. Em đã bán phụ anh em trong khoảng 4 đến 5 năm nay. Đấy, các bác nhìn vào đây là bên ruột của nó sử dụng bên trong nhé bác nhá. Các bác nhìn không ạ? Tất cả cuộn cảm sau các phân khúc mở và phân khúc là cái công suất nhỏ hơn ý, thì bác nhìn đây này, là tất cả cuộn cảm nó sẽ dày đặc hơn, vì đây là ở phân khúc công suất lớn hơn, là thứ nhất cuộn cảm lớn hơn này. Nó sử dụng ba cục nguồn xung nhá bác nhá. Đấy, bác nhiều. Xử lý ở đây nó sử dụng 2 tầng vỉ bác nhá. Các lý này sử dụng 2 tầng vỉ ạ. Đây là phần mặt trên, còn phần dưới một lớp nữa. 2 tầng vỉ. Mỗi tầng này ứng với 2 kênh. Đây bác, em quay cho bác thông số luôn rồi thấy không? Nhà hãng báo 2005 đây, bác nhìn nó đánh dấu trên đây là 2004 rồi này. Nhà có sai số 50-100W. Con đẩy còn cực kỳ chất lượng, nó có thông số từ 1006, 1008, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 và 3000.
Và một con đẩy chất lượng thì bác nhìn vào đầu tiên đó, em nhìn sơ qua về cái độ hầm hố của nó rồi, thì ngoài ra bác nói chất lượng cái linh kiện nữa, bác để không ạ, nó khác biệt gì không ạ? Bác nhìn các con tụ nhìn trông nhỏ nhỏ thôi nhưng có võ nhá bác nhá, nhìn tụ chỉ số vụ tụ của nó nhá, các tụ của nó rất là lớn, 200V đấy, 200V bác nhá, sử dụng tụ 200V ạ. Bình thường những con tụ ở công suất những mạch sử dụng mạch LA thông thường, những dòng nhiều sò ấy, thì tụ nó chỉ dao động từ 50V này, 80V này đến 100V thôi. Con này đập double đôi luôn nhá. Double đôi luôn, 200V. Sử dụng toàn là tụ linh kiện xịn luôn, linh kiện cao cấp. Và dòng đẩy sản xuất theo dây chuyền công nghệ là công nghệ của Mỹ nhá. Bác có thể ngắm nhìn trên những con đẩy bao shop hay những dòng đẩy đời cao cấp ý, thì bác có thấy rằng một con đẩy chất lượng thì gồm đây nó sẽ gồm các con tụ hóa từ con linh kiện ạ, thì con trở sử dụng 100% trở lớn bác nhá, trở lớn ạ, đây ạ, bác nhìn đúng không ạ, trở lớn bơm keo đen này, và cái dây đồng bác nhìn đúng không ạ, bác để những con đẩy mở ngụt sung mở phân khúc tầm 4-5 triệu ấy, 4-5 triệu thì vào cái dây đồng là cái vàng chóe, nhìn nó rất là dạy dạng, thì tất nhiên phân khúc rẻ thì nó chỉ được tầm đấy thôi, còn khi lên phân khúc cao cấp những con đẩy chất lượng thì bao giờ bác để không? Vì đây là con đẩy nguồn con đẩy công suất lớn để cho các bác đi show sự kiện chứ không phải gia đình, nên là cái linh kiện nó phải chất lượng đấy bác nhìn không ạ, quận nguồn đầu của nó này, một xong mù thậm luôn nhá, mù thậm luôn. Các bác cứ nhìn cho em những con đẩy bao so với những con đẩy thông thường, con đẩy cao cấp ấy, thì bác thấy cái quận cảm này nó ít xì nhau, nó rất là xịn sò, chính vì nhà hãng bảo hành đến 2 năm nhá, trời tức là sử dụng MOSFET thanh tản nhiệt luôn. Thì đối đặc thù với dòng đẩy Class D, hiểu biết rồi, là dòng đẩy cho chất âm hay nhất trong các dòng đẩy và hiệu suất nó cho rất là cao, nhẹ nhàng. Các bác đi show sự kiện cầm con này một tay thôi nhấc được rồi đấy, con này sử dụng 4 chiếc áp này, Hùng quay cho anh phía sau, cái anh phía sau đằng trước thì có màn hình hiển thị ngày giờ nhá, và các vặn từng kênh có thể cân bằng được luôn. Ở sau bác thì ra này, điện áp hoạt động này từ 90 đến 260 V thôi nhá, 90 đến 260 V đấy, vì nó nguồn sung nên điện áp hoạt động rất là ở mức điện thấp vẫn ok thôi nhá. Và phía sau sử dụng hai quạt gió tản nhiệt. Đối dòng này rất là điều quan trọng là đối dòng này ấy, nó chạy nó mát hơn cả những dòng đẩy mạch Class H, mạch Class TD. Đối dòng nguồn mạch Class D thì nó chạy rất là mát, mát máy nhá. Mát máy vì cái hiệu suất này cao. Đấy, hiệu suất cao nên là rất là mát máy luôn. Và đây là dòng đẩy mà em đánh giá rất là cao về tính năng rồi, khỏe rồi, giá thành cũng khá là hợp lý. Thì hiện tại bên Hiếu Minh đang chào bán mức giá này thì đây là con đẩy đắt tiền. Nhà hãng đang bán mức giá là ngoài 20, nhưng mà các bác liên hệ trực tiếp với mức giá tốt hơn không nhá, thì tốt nhất chúng bác liên hệ mức giá tốt nhất. Và cái thứ hai bác để ý là một con đẩy công suất lớn nhưng mà tích hợp cả đường link live ra này, với các chế độ đánh như Sitte, Pride đầy đủ không nhá. Đấy là tín hiệu vào, là phần new trích ra. Và bây giờ sẽ tiến hành test chất âm để bác cùng nghe với dòng đẩy này. Bác nhìn hầm hố em nhấc cao lên. Bên em bán đẩy một gần như 100% lên đều mở ruột. Mở ruột để các bác nhìn là dù nó ở phân khúc đẩy nào, nó chất lượng thì nó sẽ nói lên tất cả. Ở đây thì linh kiện nó là chất lượng, bác nhìn em nhìn quay tổng thể đây, bác nhìn vào linh kiện đây. Quay này nó liên quan độ sáng, cái vàng vàng ánh vàng này bác thấy không ạ? Khi mình đi ánh sáng nó theo nó vàng vàng thế đấy. Còn nó một thậm nữa nhá, một thậm này. Đấy, một thậm. Linh kiện rất sắc nét luôn, thì là nhiệt này, toàn đồ xịn sò luôn. Vâng, và bây giờ em sẽ tiến hành test chất âm đối dòng đẩy này bác nhá. Thì trước khi test dòng đẩy thì em sẽ giới thiệu sơ qua về tính năng các bác này. Thứ nhất là hoạt động, cơ chế hoạt động này. Bác nhìn này, cơ chế hoạt động này cực kỳ êm luôn này. Đấy, nó chạy lên vút lên này, ngắt này. Ngắt nè. Đấy. Êm lắm bác nhá. Trong các dòng đẩy thì mạch Class D là dòng chạy êm nhất trong các dòng nhá bác nhá. Tiếng li ti luôn, công suất lớn, tiếng li ti luôn. Đấy. Và bác có thể thấy này, cái chiếc áp này. Em đừng tắt nhạc đi nhé. Đây thì chiếc áp này, đây là phần chiếc áp để điều chỉnh cho nó cân bằng nhất này. Đấy, vặn làm sao đủ dB. Đấy, dB đấy, đấy bạn thấy không? Và cái này khi nó khi bác không vặn nữa thì nó sẽ về chế độ ban đầu. Đấy, auto và nhiệt độ chế độ vôn này. Và đây nhiệt độ nhá, nhiệt độ đấy, hiển thị đầy đủ tính năng luôn, thay cho con quản lý nguồn luôn. Đấy. Và bây giờ sẽ tiến hành test chất âm đối dòng đẩy này bác cùng nghe. Một dòng đẩy cho tiếng rất là sạch, lời rõ, sáng trong, sạch sẽ và rất là khỏe đối dòng đẩy này, giá rất hợp lý cho bác chơi. Em test trực tiếp loa nha bác nhá, đây này. Dây đây ạ. Không qua xử lý gì cả, em trực tiếp cắm vào đẩy. Và đây là phần loa 2 ra loa 2 loa bác nhá. Rồi.
lối ra xin đưa vào miền ngoại sông. Lời hứa năm xưa tôi ấm ủ trong em, bây giờ vui khoác áo ngô quy lên xe hoa cùng người, bỏ lại sau lưng bao tháng ngày êm. Say men rượu, em say men tình. Đêm nay ta uống cho say, quên đi chuyện tình mà ta trót trao nhau. Men say rượu cạn mà tình vẫn chưa quên. Thôi em hãy về đi, nhau tôi ôm trọn vào lòng, huyền thoại mơ hoang khi thức tình ở nghe trong lòng sao vẫn thấy nao nao, mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi chua xót tình lỡ. Thường nhá, không biết thu hết cái chất âm của nó vào không, nhưng thực sự luôn nó có đẩy tiếng rất là hay, rất hay luôn các bạn. Và đã trải nghiệm bán ra thị trường đây phiên bản 2023, bán cho các bác anh em sự kiện như vậy thì kênh em chuyên đẩy rồi. Hiện tại bên mình đang bán là tổng cộng là 53 mã đẩy, 54 mã đẩy khác nhau, các model của các hãng PS full mã, DB full mã, Adni full mã, rồi các dòng đẩy như Diamond, BB Cap, Gutin. Bên em bán full mã hay những dòng đẩy của JD nhé. Còn một số model được 5-6 model của JD là em chưa review, nếu thật để các bác có anh em như vậy thì các em chuyên phun mã, vậy nên là em tư vấn các bác luôn sát sao nhất. Nên trong clip này thì cũng thông báo bác anh em cầu với con đẩy chất lượng cao thì liên hệ em qua các số điện thoại online đây, hoặc đến cơ sở bên mình là Auto là 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội, hoặc 48B cư xá Ba Đình Quốc lộ 2 quận Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh cũng nhé. Hoặc anh em có nhu cầu nâng cấp đổi các nâng đời những con đẩy chất lượng cao thì liên hệ đơn vị em. Và xin chào tạm biệt các bác ạ.